lo bị đảo chính, Tổng thống nước Tây Phi tăng cường an ninh. Tổng thống Guinea-Bissau bổ nhiệm thêm hai quan chức để tăng cường an ninh cá nhân, đề phòng kịch bản xảy ra đảo chính như các nước lân cận. Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo ngày 1 tháng 9 bổ nhiệm tướng Thomas Dasisi làm trưởng bộ phận an ninh tổng thống, tướng Hotta Inta làm chánh văn phòng tổng thống. Đây là hai vị trí đã có từ lâu trong cơ cấu tổ chức chính phủ Guinea-Bissau nhưng để trống nhiều năm qua. Tướng Dasisi và tướng Inta tuyên thệ nhậm chức ngày 4 tháng 9 trong buổi lễ diễn ra tại dinh tổng thống Guinea-Bissau. Trước đó, ông Dasisi là chỉ huy vệ binh quốc gia còn ông Inta là lãnh đạo cảnh sát thủ đô Bissau. Các cuộc đảo chính do sĩ quan an ninh tổng thống thực hiện đang trở thành xu hướng, ông Embalo nói. Bất kỳ hành động khả nghi nào đều sẽ có biện pháp đáp trả phù hợp. Guinea-Bissau là quốc gia Tây Phi có diện tích hơn 36.000 km² và dân số hơn 2 triệu người, giáp với Senegal và Guinea. GDP bình quân đầu người của Guinea-Bissau thuộc hàng thấp nhất thế giới. Động thái diễn ra trong bối cảnh khu vực Tây và Trung Phi đã xảy ra 8 cuộc đảo chính kể từ năm 2020 tại các quốc gia Gabon, Niger, Burkina Faso, Guinea, Chad, Mali và Sudan. Tổng thống Embalo từng suýt bị lật đổ trong cuộc đảo chính bất thành hồi tháng 2 năm 2022. Ông Embalo khi đó thông báo những kẻ tấn công đã tìm cách xâm nhập khu nhà chính phủ, nơi ông chủ trì cuộc họp với các thành viên nội các. Cuộc tấn công bị đẩy lùi với sự can thiệp của vệ binh quốc gia Guinea-Bissau. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.